mới. Ngày hôm nay thì nhiều nơi trên cả nước vẫn sẽ tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt cao. Nhiệt độ cao thì bên cạnh đó chỉ số tích cực tím cũng sẽ gây hại cho da và mắt. Chính vì thế mà trước khi ra đường, ngoài việc là các bạn đã mặc áo chống nắng thì hãy nhớ là thường xuyên bôi kem chống nắng 2 tiếng một lần để có thể bảo vệ làn da của mình nhé.